Trạng Quỳnh nuôi heo. Tránh đường nào, tránh đường cho ông Tú nào, tránh đường nào. Dạ dạ, con biết rồi ạ. Ôi, anh làm gì vậy? Sao lại đạp táo của tôi? Không thấy là ông Tú đang đi tới hay sao mà ngồi trên ên giữa đường thế hả? Tội nghiệp anh chàng bán táo quá à. Ai chứ ông Tú thì đừng có dây. Ông ta ỷ mình có chút chữ nghĩa, lại có quan trên đỡ đầu nên hợm hỉnh hóng hách lắm. Nào có ai dám chống lại. Ôi trời, có chút chữ nghĩa thật đấy. Ông ta chỉ được cái hợm hỉnh chứ tài bằng ai đâu. Nhưng vẫn không là gì so với cậu Quỳnh. Thế đứa nào vừa nói ta không hay chữ bằng thằng Quỳnh đấy? Dạ là anh này ạ. Có biết ta là ai không mà dám nói thế? Ta nổi tiếng hay chữ nhất vùng này, kẻ nào dám hơn ta chứ? Con không biết ạ. Nhưng làng trên xóm dưới ai cũng ca ngợi Quỳnh là người hay chữ. Bao chỉ cho ta thằng Quỳnh là thằng nào. Đến nơi chưa? Sao lâu vậy? Dạ kia rồi, Quỳnh nó đang cho heo ăn đấy ạ. Ông ra đó mà gặp. Con về nha. Cái thằng này, mày đứng đây chờ ông. Mày là Quỳnh hả? Vâng, con là Quỳnh. Ông biết con hả? Tưởng thế nào, hóa ra là một thằng nhóc. Nghe nói mày hay chữ và có tài đối đáp lắm. Mày có dám đối lại ông không? Sao con phải đối với ông? Vì có đứa dám bảo mày hay chữ hơn ông, nên ông muốn thử xem thiên hạ nó có đồn láo không. Nếu mình không lầm thì đây là ông Tú Cát mà gần đây dân làng vẫn đồn. Được, hay lắm. Vậy con xin hầu ông đối ạ. Có chi khi. Nếu mày đối được, ông sẽ thưởng 10 đồng. Bằng không phải chịu đánh đòn. Mày dám không? Con cũng muốn thử ăn đòn một lần xem sao. Thằng này được. Xem nào. Lợn cân ăn cám tốn. Lợn cân ăn cám tốn. Mày thua chắc rồi. Câu này khó thế. Xem mày đối được không. Có rồi. Lợn cấn ăn cám tốn, chó khôn chớ cắn càng. Cái gì? Chó khôn chớ cắn càng? Lợn đối với chó, khôn đối với cấn, càng đối với tốn. Thế đã chỉnh chưa ạ? Thằng này gớm thật. Nó dám xó mình là chó nữa chứ. Được rồi, coi như mày ăn may. Nghe câu đối tiếp theo nè. Hả? Lại đối nữa? Sao? Sợ rồi hả? Nếu thế thì nhận thua đi, ta tha cho. Ê không, con vẫn muốn được mở mang đầu óc. Mời ông ra câu đối ạ. Trời sinh ông Tú Cát. Đúng là hống hách ngạo mạn mà. Được, đã thế thì trời sinh ông Tú Cát, đất nứt con bò hông. Hả? Cái gì? Đất đối với trời, con bò hung đối với ông Tú Cát. Quá chỉnh phải không ạ? À? Mày dám ví ông với con bọ hung hả? Ông còn câu đối nào hay hơn không ạ? À? Nếu không, ông cho con xin 10 đồng ạ. À. Tiền nè. Chiến dịch đặc biệt. Ôi con tôi, chúng ta phải làm sao bây giờ đi? Phải bình tĩnh mình ạ. À. Chúng ta kiếm thầy lang khác chữa cho con. Mình yên tâm, kiểu gì con cũng sẽ khỏe lại thôi. Cô chú Tư có nhà không đấy? Bác Ba đến ạ. À? Tôi mang ít gạo sang cho cô nấu cháo cho thằng bé. Cảm ơn bác, lúc nào cũng giúp đỡ nhà em. Ơn hợi gì, cô chú khách sáo quá. Mà thằng bé thế nào rồi, đã đỡ hơn chút nào chưa? Bác ạ, à, vợ chồng em cũng lo lắm. Tôi bảo này, thằng bé bị bệnh đã chữa mấy nơi rồi mà không khỏi. Có khi là bệnh âm cũng nên. Bệnh âm ấy ạ? Thì chữa mãi còn gì.
bệnh âm là không thể chữa khỏi bằng thuốc được đâu. Nghe nói ở làng Bùng có một thầy pháp cao tay lắm, đoán được vận mệnh, thấy rõ tương lai, còn chữa được cả bệnh nữa đấy. Thầy bảo nhiều người theo chữa bệnh khỏi lắm. Nghe lời tôi, cô chú thử tới đó một lần xem sao, biết đâu đúng bệnh lại chữa khỏi. Vâng, để nhà em suy nghĩ thêm đã. Chắc cũng phải vậy thôi. Ừ, nếu đồng ý thì báo tôi dẫn đi. Thế nha, tôi phải về cái đã. Vâng, cảm ơn bác. Mình định nhờ thầy pháp chữa cho con thật sao? Thì cũng phải thử xem. Chúng ta đã đi 3-4 thầy lang rồi mà có ăn thua gì đâu. Bệnh của thằng bé chẳng những không thuyên giảm mà còn ngày một nặng hơn nữa. Nhưng cũng không thể tin vào thầy pháp được. Đấy là mê tín. Chẳng ai có thể nhìn thấy trước tương lai, có thể trị được bệnh nhờ thần linh hay ma quỷ gì đâu. Vậy thì mình biết phải làm thế nào? Thì phải tin. Chứ tin gì mấy ông thầy pháp. Nhưng em lại không thể để cho con phải chịu bệnh thế được. Cứ kệ em. Ba la ba la ba la. Ba la ba la ba la. May mà hôm nay không đông lắm, chứ mọi khi người đứng ngoài sân đợi chật ních. Nghe nói trước kia nhà ông Phú Đại mất hộp trang sức mà thầy chỉ nhìn qua gương là tìm lại được, lại còn cứu được cả người tắc thở sống dậy cơ đấy. Giỏi lắm. Thế cơ ạ? Người tiếp theo. Dạ, chúng con chào thầy ạ. Người phụ nữ này đang cảm thấy rất phiền não phải không? Đấy, ông ấy nhìn qua đã biết ngay rồi. Hoan nhìn, ta đã thấy rồi. Người vốn thuộc dòng dõi con nhà đế vương, đại phúc đại lộc, nhưng chẳng may kiếp trước phạm sai lầm, nên kiếp này bị phạt phải chịu khổ. Dạ, thầy nói đúng quá ạ. Xin thầy hãy giúp cô ấy, cứu cháu nó đang bị bệnh nặng lắm mà. Biết rồi, không phải nói. Thầy cũng thấy cả, cơ mà đừng lo, dù là khổ, nhưng nếu biết cách thì sẽ phục hồi lại được phúc lộc của nhà chị. Chỉ cần làm một cái lễ ta kêu cho, thì con chị sẽ khỏi bệnh ngay thôi. Vâng, xin thầy giúp con, thế nào con cũng xin theo ạ. À? Gặp được tôi thì nhà chị cứ yên tâm. Giờ tôi sẽ làm lễ luôn cho nhà chị, tiền lễ là 2.000. 2.000 cơ ạ? À? Nhưng em lấy đâu ra ngần ấy tiền bây giờ? Tôi sẽ cho cô vay. Bây giờ thằng bé là trên hết, phải chữa bệnh cho nó. Vâng ạ, đành phải thế vậy. Có cháy, bếp nhà thầy bị cháy rồi. Cái gì? Cháy ư? Ủa, có cháy ở đâu cơ chứ? Cháy ở đâu hả thầy? Có sao không ạ? May quá, không sao cả. Ai, kẻ nào bảo nhà ta bị cháy thế không biết? Thật là độc mồm độc miệng. Thầy bảo nhìn là biết hết cơ mà. Là tôi bảo đó. Sao anh ấy lại tới đây? Người thật to gan, dám đùa cợt với thần thánh hả? Tôi nào có ý đó, chỉ là tôi có một thắc mắc. Ông tự nhận là thầy pháp, nhà tiên tri đoán trước tương lai vận mệnh, nhìn rõ mọi việc, vậy mà lại không biết nhà của mình có bị cháy hay không. Ngươi! Ừ nhỉ, mà thầy bảo chuyện gì cũng biết cơ mà. Đúng là lão rồi. Bắt lấy lão ta. Tại sao lại bắt ta? Thả ta ra. Lần này thì khổ cho lão rồi. Dám giở trò lừa đảo, mê tín dị đoan. Bao nhiêu người đâm đơn kiện ngươi rồi. Sao mình lại làm thế? Sao mình lại ở đây? Tại tôi nói mà mình không nghe, nên tôi đành phải làm cách này. Ông ta bị bắt vì vừa bị nhiều người kiện vì tội lừa đảo đấy. Rõ ràng ông ta chẳng có tài cán gì, dùng thánh thần để lừa gạt mọi người thôi. Tí nữa thì mất tiền. Thật là may quá đi. Vậy con chúng ta thì sao? Anh vừa tìm được một thầy lang giỏi lắm. Ông ấy hứa sẽ chữa khỏi bệnh cho con. Nếu không sẽ không lấy tiền. Bệnh phải chữa bằng thuốc, chứ không thể chữa bằng mê tín dị đoan được mình à. Có lẽ chú ấy nói cũng phải đấy. Chỉ vì lo lắng mà suýt chút nữa thì tiền mất tật mang rồi. Chúng ta mau đưa thằng bé đến thầy lang đi. Vâng, mình về thôi. Nhà khoa học khi yêu. Bà
Bác sẽ giới thiệu cháu với cậu Pierre Guiri, hy vọng cậu ấy sẽ cho cháu dùng chung phòng thí nghiệm. Anh ấy có khó tính không bác? Gặp rồi cháu sẽ biết. Xin chào giáo sư Joseph, chào nhà khoa học trẻ. Đây là Marie, tương lai cô bé cũng sẽ là một nhà khoa học đấy nhé. Nhà khoa học? Một phụ nữ ư? Cậu cứ chờ mà xem. Còn giờ cậu có vui lòng chia sẻ phòng thí nghiệm với cô bé không nào? Cháu không hiểu một phụ nữ có thể làm gì ở phòng thí nghiệm cơ chứ. Phụ nữ xuất hiện ở phòng thí nghiệm vì họ đang làm nghiên cứu khoa học cũng giống như các anh thôi. Anh Pierre à? Vâng, vậy thì tôi sẽ chờ xem. Cô Marie không ăn tối à? Tôi chưa muốn ăn, anh cứ đi đi ạ. Khuya thế này rồi mà cô ấy vẫn còn làm việc sao? Hay ngủ rồi mà quên tắt đèn? Chà, có vẻ quyết tâm đấy. Để xem cô cống hiến cho khoa học được bao lâu. Mary dạo này thế nào, Pierre? Suốt 10 ngày nay, lúc nào cô ấy cũng ở phòng thí nghiệm, chắc cũng sắp đuối rồi. Phụ nữ thì làm sao đủ sức để theo đuổi những thí nghiệm kéo dài, có khi đến hàng năm trời chứ. Tất cả chỉ là phỏng đoán chủ quan của cậu. Ta lại nghĩ khác. À, mà bà nhà ta vừa nấu món súp ngon lắm. Cậu mang một ít về cho cô bé nhé. Vâng, thưa giáo sư. Cô Mary ơi, cô Mary. Cô Mary. Tôi chưa thấy một người phụ nữ nào làm thí nghiệm đến quên ăn quên ngủ như cô. Cô cần giúp gì cứ nói với tôi nhé. Cảm ơn anh Pierre. Cô Mary có dự định gì cho tương lai chưa? Tôi ơi, tôi chỉ muốn được làm khoa học suốt cả đời mình. Phụ nữ thường thích nấu ăn, khâu vá, thiêu thùa. Sao cô lại thích khoa học? Mẹ và chị gái tôi đều mất sớm vì bệnh tật. Từ đó, lúc nào tôi cũng muốn nghiên cứu những ứng dụng khoa học để chữa bệnh cho mọi người. Anh Pierre à, tôi nghĩ có một nguyên tố hóa học có tính phóng xạ rất cao mà chúng ta có thể sử dụng để điều trị ung thư. Nhất định tôi sẽ tìm ra nguyên tố đó. Cô Mary, cô có một tình yêu khoa học thật đẹp đẽ. Tôi tin cô sẽ thành công. Cô Mary, cô có thư nè. Mary, có chuyện gì sao? Không, không có chuyện gì cả. Chỉ là thư của ba tôi thôi. Mary, Mary. Pierre, sao anh lại đến đây? Giáo sư Joseph bảo rằng cô định về Ba Lan. Tại sao cô lại quyết định đường đột vậy? Tôi đã hứa với cha khi học xong sẽ trở về sống bên cha và làm việc ở đất nước tôi. Nhưng sao cô không nói với tôi? Việc đó thực ra đâu quá quan trọng. Sao lại không quan trọng? Cô phải ở lại đây. Chỉ ở đây cô mới có điều kiện tốt nhất để nghiên cứu khoa học. Cô không có quyền bỏ rơi khoa học. Khoa học cần cô Mary à? Khoa học cần tôi ư? Sao anh lại nói vậy? Chẳng phải chính anh vẫn nói phụ nữ thì hợp với thiêu thùa mai vá, không hợp với nghiên cứu khoa học còn gì? Tôi... giờ tôi hiểu mình đã nhầm. Và anh cũng cần em, Mary à. Không lâu sau, Mary chấp nhận lời cầu hôn của Pierre và đổi tên thành Mary Guiri với sự hỗ trợ tận tâm của chồng. Mary Guiri đã ghi tên mình vào lịch sử khoa học thế giới khi trở thành người phụ nữ đầu tiên nhận giải Nobel cao quý ở hai lĩnh vực vật lý và hóa học. Kẻ ích kỷ. Trống là phải biết hưởng thụ thế này chứ. Chị Cáo đang sưởi nắng đây à. Hôm nay chị không đi du ngoạn sao? Nghe đồn cái chị Cáo này kiêu ngạo và khinh người lắm. Quả không sai. Thì cậy là người giàu có nhất nhì khu rừng này nên mới thế. Tự dưng trời đổ mưa thế này. Chị Cáo ơi, giúp tôi một tay với. Người ta ăn vận đẹp thế này mà nhờ đi dọn rơm ư? Chị thông cảm. Tôi mà dầm mưa tí là sốt ngay ấy chứ. Thôi,
tôi phải về nhanh kẻo mưa lớn. Rơm ướt thế này lấy gì lót ổ bây giờ, tụi nhỏ sẽ lạnh cống mất. Chiếc vòng ngọc này quý lắm đấy, cụ nhớ giữ cẩn thận. Bắt người ta cướp, cướp! Đứng lại, thằng ăn cướp! Chị cáo, nhanh chặn giúp thằng ăn cướp lại. Chẳng phải việc của mình, dây vào không khéo bị liên lụy thì nguy. Sao chị cáo không chặn nó lại? Chỉ cần chị cản lại là chúng tôi đuổi kịp đó rồi. Tôi... Chắc lại sợ bị liên lụy đến mình chứ gì. Chúng tôi thừa biết tính chị rồi. Em gái tôi kể, hôm trước nó vào rừng chơi chẳng may bị ngã, chân đau nên không tự đi về nhà được. Lúc đó chị đi ngang qua nhưng lại bỏ mặc, không cõng giúp con bé. Năm trước mất mùa, tôi đến nhà chị ấy mượn ít gạo ăn qua mùa đông. Nhà chị ấy gạo đầy kho ấy chứ, vậy mà lại không cho, mặc cho tôi năn nỉ. Chị sống ích kỷ quá rồi đấy, chị cáo à. Sống ở đời phải biết giúp đỡ lẫn nhau, có lúc này có lúc khác nữa chứ. Chả có lúc nào cả, tôi giàu có thế này, chẳng có lý do gì phải cần đến sự giúp đỡ của người khác. Thiếu gì cứ việc chia tiền ra là được, mọi người khéo lo. Bác sĩ Gấu đây à, tôi cáo đây, đến nhà tôi khám bệnh cho tôi nhé, tôi ốm rồi. Chị lại ốm đây à? Chả hiểu sao mấy hôm nay tôi ho thế. Chị bị sốt cao đấy, tôi sẽ kê đơn thuốc cho chị uống. Chị vẫn sống một mình sao? Bác sĩ biết rõ tính tôi rồi mà, tôi không muốn sống chung với người khác, chị tổ rắc rối. Vẫn biết là thế, nhưng những lúc ốm đau thế này, có người bên cạnh chăm sóc sẽ tốt hơn. Còn không, có gì chị cứ gọi hàng xóm. Chả cần, bệnh thì đã có bác sĩ tới nhà, muốn ăn gì thì gọi nhà hàng mang tới, có tiền là có tất cả thôi. Rồi có lúc chị sẽ phải suy nghĩ lại. Chị đang yếu lắm, chưa đi lại được đâu nhé. Tôi sẽ truyền nước cho chị nhanh khỏe. Trời ơi, cháy! Có ai không? Cứu tôi với! Cháy rồi bà con ơi, mau dập lửa thôi. Có ai thấy chị cáo ở đâu không? Thôi chết, chắc chị ấy còn kẹt trong nhà. Mau vào cứu chị ấy thôi. Đám cháy lớn thế này, vào đó không khéo mất mạng đấy. Nhưng chị cáo đang ở trong đó. Chúng tôi sẽ vào trong cứu chị ấy. Cẩn thận đấy. À! Chị cáo tỉnh lại rồi kìa. Chị thấy sao rồi, có bị thương ở đâu không? Anh hai. Anh ấy được đưa đến bệnh viện khám rồi. Chỉ bị thương nhẹ ở vai thôi, chị đừng lo. Tôi cảm ơn mọi người. Rồi có lúc chị sẽ phải suy nghĩ lại. Trâu già và chó trắng. Mệt mỏi quá, nghe con mới sinh chưa được bao lâu lại đúng lúc phải đi cày, chuẩn bị cho vụ mùa mới rồi. Lu, lại đây, ngoan lắm. Ngoan quá. Mình thì chuẩn bị đi cày, còn chưa được gì vào bụng thì chứ. Còn chó ở nhà chơi đùa cả ngày thì được cho ăn ngon. Đúng là cái đồ chỉ giỏi xu nịnh, chả được tích sự gì. Vậy ra đồng làm việc nào. Mẹ ơi. Con chịu khó ở nhà, mẹ ra đồng làm việc thật nhanh rồi mẹ về với con nhé. Đồ vô tích sự, cả ngày chỉ nằm chơi. Đi, đi, tắt, ho. Đi nhanh nào, còn đứng ngay ra đó. Mình làm mệt mỏi còn bị đánh đau. Đâu như con chó trắng kia, cả ngày chỉ biết vui đùa, chạy nhảy, thật là bất công. Thôi, nắng rồi, về thôi.
cô Trâu, hôm nay cô được nghỉ sớm thế. Không dám. Chào anh chó, tôi phải đi làm ngoài đồng, chứ nào có được ở nhà chơi đùa, nghỉ ngơi như anh đâu. Nắng lên đến đỉnh đầu, anh còn muốn tôi làm việc đến ngất ra đấy à? Ờ kìa, sao cô lại nói thế? Chúng ta ai cũng có nhiệm vụ riêng của mình mà. Nhiệm vụ riêng? Thôi đi, anh là cái đồ vô tích sự thì có, cả ngày chỉ biết ăn với nằm. Nhiệm vụ gì mà nhiệm vụ? Ừ, cô, sao cô lại nói... Anh đi đi, cho tôi còn nghỉ ngơi nữa. À, sao cô lại mạnh chân với tôi thế? Ôi, chân tôi. Cho đáng đời cái đồ vô tích sự. Thôi, nằm nghỉ một lát, chiều còn đi làm đồng nữa. Mẹ, mẹ đã về. Ừ, con ngoan, con nhớ mẹ lắm đúng không? Dạ. Mày dám làm thế à? Mẹ, mẹ ơi, cứu con với. Ôi, con ơi, con ơi. Im ngay, mày muốn chết không hả? Trộm, có trộm. Chuồn thôi. Con ơi, con ơi. Mẹ ơi, con sợ quá. May mà có bác chó giúp. Mấy ngày sau. Anh chó trắng, tôi xin lỗi vì đã đối xử tệ với anh hôm trước. Không có anh thì mẹ con tôi... Không có gì chị ơi. Chúng ta được con người nuôi vì đều có nhiệm vụ riêng. Chị phải cày bừa trên cánh đồng, nhưng tối đến được nghỉ ngơi. Còn tôi thì ban ngày được thảnh thơi, nhưng mà ban đêm đến phải canh giấc ngủ cho mọi người. Đó là nhiệm vụ của tôi, chị không phải ai nấy. Đúng là tôi vô tâm quá à. Tôi chỉ biết nghĩ đến bản thân của mình thôi. Hóa ra ai cũng có công việc riêng của mình. Tôi một lần nữa, tôi xin lỗi anh vì đã nói những lời xúc phạm đến anh. Tôi không để bụng đâu. Chúng ta đều là thành viên trong gia đình này, nên cần yêu thương bảo vệ lẫn nhau chị ạ. Bộ váy trong mơ. Phở của anh chị ngon lắm, lần sau tôi sẽ quay lại. Cảm ơn anh chị. Em ơi. Gì ạ? Tới giờ đi đón con rồi, một mình em có làm được không? Anh đi đón thằng bé. Vâng, anh đi đi, chắc cũng sắp hết khách rồi, em làm cú cũng được. Phở của tôi xong chưa chị ơi? Có rồi đây ạ. Con vào ăn cơm với ông bà đi. Bà ra quán phụ mẹ con dọn hàng cái đã. Vâng ạ. Cô ấy đã dọn xong hàng rồi cơ à? Mà cô ấy đi đâu rồi? Đúng thế rồi. Mấy năm nay cô ấy làm gì có được bộ váy đẹp đẽ nào. Suốt ngày chỉ quanh quẩn trong quán phở. Mình có nên mua nó hay không? Số tiền cũng không nhỏ. Sao hôm nay anh về muộn thế? Bởi vì anh phải đi mua cái này đây. Em mở ra xem đi. Chiếc váy này... Mấy hôm trước, anh gặp em đang đứng trước cửa tiệm ngắm nhìn chiếc váy quên cả trời đất. Em rất thích nó đúng không? Em... Anh xin lỗi, từ ngày chúng ta cưới nhau đến nay,
chỉ vì cuộc sống cơm áo gạo tiền mà anh ít quan tâm đến em. Anh quên mất em cũng là người phụ nữ, cũng thích váy áo đẹp và rất nhiều điều khác nữa. Anh làm em bất ngờ quá à. Nhưng mà em qua đó không phải để ngắm chiếc váy này đâu. Thế em đứng đó làm gì? Thật ra là em ngắm chiếc máy khâu trong đó. Hóa ra là em ngắm chiếc máy may à? Dạ, thật ra là em có một ước muốn định làm từ lâu rồi, là có thể tự tay may cho hai cha con và ông bà những bộ quần áo mới. Nhưng mà anh thấy đó, vợ chồng mình cả ngày ở quán phở bận rộn là thế, thời gian chăm sóc cho con cũng eo hẹp. Cả anh nữa, anh cũng cần những bộ quần áo tươm tất để ra ngoài chứ. Cảm ơn em. Cảm ơn gì chứ, để em đi thử váy cho anh xem nha. Đẹp quá, chắc là vừa anh à. Vùng đất mới. Đời cha nghèo quá, không để lại được gì cho các con. Giờ cha sắp gần đất xa trời, các con nhớ phải bảo ban nhau mà làm ăn, đừng để khổ như cha. Cha ơi, cha ơi. Quê mình đất cằn sỏi đá, có canh tác thì cũng không được mùa. Hay là chúng ta rời quê đi khai khẩn vùng đất mới? Vâng, em cũng nghĩ vậy. Thế thì mai ba anh em chúng ta cùng lên đường sớm. Anh nghĩ đất đai chỗ này được đấy. Đây là vùng đất thịt nhẹ, đất cát pha, rất phù hợp với việc trồng dưa hấu. Vậy anh em ta dọn dẹp cỏ, khai hoang mảnh đất này, cày cuốc để trồng dưa hấu, thế nào cũng đạt năng suất cao. Vậy chúng ta nghỉ ngơi để mai bắt tay vào công việc thôi. Anh phân công thế này, mai anh rẫy cỏ, chú Hai cuốc đất, chú Út xới luống, như thế cho nhanh. Tranh việc nhàn nhã nhất thế. Chú Hai, chú gánh nước tưới dưa nhé. Còn chú Út, chịu khó đi xung quanh ruộng dưa để xua đám khỉ nhé. Sắp đến mùa thu hoạch rồi, cẩn thận chúng nó lại phá tanh bành hết bây giờ. Vâng. Bao cút đi, định đến đây phá hoại hả? Không được đâu. Ngày mai anh sẽ lên chợ tìm người mua dưa. Các em ở nhà thu hoạch dần đi nhé. Anh cả, sao lúc nào anh cũng nhận phần việc nhẹ nhàng nhất thế? Đúng vậy, anh có biết là thu hoạch dưa vất vả lắm không? Anh đúng là kẻ anh cả, bắt nạt các em. Các chú nói vậy mà nghe được à? Anh không đứng ra lo lắng, chỉ đạo thì các chú biết đường nào mà làm. Các chú là phận em Út mà dám so bì như thế là hỗn láo. Em thấy anh cả bất công nên mới nói thôi. Cái ruộng dưa này công sức lớn nhất là của em, của anh nữa. Anh gánh nước tưới dưa đến u cả vai. Thôi thôi, các chú đừng có tranh công nữa. Tôi là anh cả, tôi lo lắng nhiều hơn. Giờ ruộng dưa bán đi, tôi phải được phần nhiều hơn hai chú. Phần lớn công của anh ư? Chính là do tôi vất vả cuốc xới, tưới nước dưa mới được xanh tốt. Này nhé, không có tôi mất công xua đuổi thú rừng thì ruộng dưa có được như bây giờ không? Đã thế tôi mặc kệ. Các chú muốn thu hoạch dưa, bán thế nào thì bán. Thế thì tôi cũng không thu hoạch dưa nữa. Các anh muốn làm gì thì làm. Thế tối nay tôi cũng chả thức canh ruộng dưa nữa. Các anh nhận là công của các anh cả, thì ra đấy mà canh đi. Ôi trời ơi, sao lại thế này? Chú Hai, chú Ba đâu? Tối qua không ai trông ruộng dưa à?
ai cũng tranh nhau phần hơn. Để rồi ra nông nổi này đi. Bây giờ thì công cốc nhé. Bao nhiêu công sức anh em ta đổ xuống sông xuống bể cả rồi. Thật là cũng tại em cả. Thành quả tới nơi rồi mà không được hưởng, âu cũng là vì cái sự ích kỷ mất đoàn kết mà ra. Chuyện vợ chồng. Chào ông Đại, sao ông ra phố muộn thế? À, chào cậu Văn, tôi ra tiệm trái cây của Thiêm Hà. Mà cậu đi làm về muộn thế? Vâng ạ, dạo này công việc bận rộn ông ạ. Ông đi cẩn thận nhé. Ừ. Hôm nay ông lại mua cam ạ? Mà lúc chiều con thấy bà mua táo rồi mà. À, thì bữa tối bà nhà tôi mệt chẳng ăn được mấy, nên tôi định làm cho bà ấy cốc cam vắt. Cha cha, thế thì nhất bà rồi. Của ông là 55.000 ạ. Cảm ơn ông đã mua hàng. Ừ, tôi xin. Anh là đồ ích kỷ. Cô thôi đi, lúc nào cũng là tôi. Là tôi ư? Tôi làm việc cũng là việc cái nhà này đấy. Tôi không cần. Không cần à? Được, thế thì tôi đi. Cháu xin lỗi, cháu không để ý nên không biết ông ở đây. Ông không sao, chỉ là rơi túi cam thôi mà. Thế còn cháu, trông cháu không ổn lắm. Không sao ông ạ, chỉ chuyện gia đình thôi ông ạ. Ừ, có gì vợ chồng bình tĩnh bảo nhau. Thôi ông về đã. Kìa, ông không sao chứ? Để cháu đưa ông về. Cảm ơn cháu nha. Dạ không có gì đâu ạ. Ông vào nhà nhé, cháu về đây ạ. Không vội gì, thì cháu vào uống với ông chén trà đã. Ừ, vâng, được ạ. Bà cứ ra kia ngồi, để tôi làm nước cam cho. Bà nhớ phải uống hết đi nha. Vậy để tôi pha ấm trà cho ông và cậu Văn hàn huyên. Ừ. Vợ chồng ông Đại trông thật hạnh phúc. Đến tuổi xế chiều rồi mà họ vẫn tình cảm thế kia. Thật đáng ngưỡng mộ. Trà xong rồi đây. Bà pha hơi loãng vì không muốn hai ông cháu mất ngủ đêm nay đâu. Nước cam của bà cũng xong rồi đây. Tôi thì pha đặc vì không muốn đêm bà phải thức dậy nhiều. Thế nên bà phải uống hết đây nhé. Cảm ơn ông, tôi nhất định uống hết. Mà cháu có muốn xem giỏ lan của ông vừa mới ra hoa không? Giống lan này quý lắm đây. À, thế thì tuyệt quá ạ. Cháu cũng thích trồng lan lắm. Nào, cầm cả bình trà ra ngắm hoa thưởng trà nào. Cha cha, đúng là đẹp thật. Ông thật là mát tay, mới chăm được giỏ lan như thế này đấy. Nhờ bà nhà tôi cả đây, bà ấy chăm thì kỹ lắm. Nhìn ông bà hạnh phúc, cháu thật ngưỡng mộ quá. Còn gia đình cháu thì sao? Gần đây ông thấy hai vợ chồng cháu thường hay to tiếng. Ông xin lỗi nếu có tò mò quá. Gia đình cháu mà được bằng một phần như gia đình của ông thì có phải tốt không? Đã bao lâu rồi vợ chồng cháu chẳng có được một lời nói nhẹ nhàng, ngọt ngào với nhau. Chỉ toàn trách móc, quát tháo. Mỗi cây mỗi hoa cháu à. Bát đũa trong chạn còn có lúc xô nhau mà. Thế cháu có biết vì sao trong cơn giận dữ người ta thường phải hét thật to vào mặt nhau không? Thì là khi nóng lên rồi ai cũng mất tự chủ, bình tĩnh. Nhưng sao phải hét lên khi cả hai đang đứng rất gần nhau, thậm chí đối diện nhau? Khi đó thật ra họ chỉ cần nói vừa phải là cũng đủ nghe rồi, phải không? Thật ra khi hai người đang giận nhau thì trái tim của họ không còn gần nhau nữa. Từ trong thâm tâm họ biết giữa hai người có một khoảng cách rất xa, rất khó để thấu hiểu. Vì thế họ mới phải hét thật to để tiếng của mình bao trùm khoảng cách đó. Trái tim không gần nhau nữa. Đúng thế. Vì khi mới bắt đầu yêu nhau, không ai bao giờ phải hét to cả. Bởi vì trái tim của họ ở cận kề nhau, khoảng cách giữa họ rất nhỏ. Họ chỉ cần những tiếng thì thầm ấm áp, hay thậm chí chẳng cần phải cất tiếng nói. Cháu đừng nói là
khi hai vợ chồng cháu mới yêu hay mới cưới không như vậy nhé. Dạ. Gia đình nào chẳng có những giai đoạn căng thẳng, nhưng quan trọng là phải biết điểm dừng, đặt mình vào vị trí của đối phương và cùng nhau vung vào và cùng nhau vung đắp. Khi các cháu có tranh luận với nhau về vấn đề nào đó thì phải biết gắn giữ trái tim cận kề với nhau. Đừng bao giờ thốt ra điều gì khiến cả hai cảm thấy xa cách nhau. Chỉ một lời to tiếng thôi là khoảng cách xa lắm rồi. Nếu lỡ có khoảng cách thì một người bước lại thu ngắn khoảng cách còn hơn cả hai cùng bước đi để khoảng cách xa mãi. Chứ không thì rồi cũng sẽ có một ngày khoảng cách ấy trở nên quá xa, quá rộng, đến mức cả hai sẽ không tìm thấy đường quay về đâu. Cháu cảm ơn ông đã mời cháu ở lại uống trà. Khi nãy trong lúc giận dữ bỏ ra nhà, cháu thật sự không biết mình sẽ đi đâu. Nhưng giờ cháu biết mình phải đi đâu rồi. Cảm ơn ông. Giờ cháu xin phép ạ. Cái giá của tự do. Mình chẳng khác gì một bông bồ công anh khổng lồ, giá như mình có thể tung bay giữa bầu trời rộng lớn kia. Tất cả là tại bác cối xây già nua nặng nề kia đeo bám, nên mình không thể vút bay được. Bác cối xây ơi, cháu không muốn ở đây nữa, cháu muốn được tung bay lên bầu trời. Ôi, quạt gió đó hả? Cháu không đi được đâu, cháu cứ ở đây với bác. Sao cháu lại không đi được hả bác? Cháu thấy mình cũng đang xoay tròn trong gió, chẳng khác gì những bông bồ công anh bác ạ. Cháu không giống những bông bồ công anh đâu, cháu không thể bay như thế được. Giờ để bác ngủ chút nha, bác vừa xây lúa mệt xong, mệt quá. Bác cối xây thì làm gì mà mệt chứ, chính mình mới quay suốt ngày để xây lúa mà. Bác chỉ ngồi một chỗ, nhìn lúa mạch đi vào, rồi nhìn bột lúa mạch đi ra thôi. À, mình biết rồi. Bác cối xây không cho mình đi vì sợ không có ai làm việc cho bác ấy đi mà. Đã thế, mình phải đi cho bác ấy biết. Anh gió ơi, nhờ anh kéo em ra khỏi bác cối xây với. Em không muốn ru rú ở đây nữa. Ok chú em. Ôi, a a a. Ôi da, đau quá. Ôi, một cái quạt gió. Nó phải ở trên cao chứ. Sao lại rơi xuống đây thế này? Tôi đang bay thì rơi bệt xuống đất. Đau quá. Ôi, quạt gió mà đòi bay hả? Quạt gió không bay được đâu. Các cậu chả biết gì cả. Khi gió thổi, tớ cũng xoay tròn như những bông bồ công anh. Sao lại không bay được chứ? Nhưng cháu vẫn là quạt gió. Cháu vốn sinh ra đã không bay được rồi. Nhưng cháu xoay tròn được thì cháu sẽ bay được thôi. Cháu xoay tròn được là nhờ có gió thổi. Đã thế, cháu còn chẳng đứng một mình được mà phải dựa vào cối xây thì mới đón gió được đấy. Quạt gió ngốc nghếch nghĩ mình bay được cơ đấy. Ngốc quá. Ôi da, đau quá. Hóa ra mình không bay được, mình cũng không tự xoay tròn được. Mình thật vô dụng. Quạt gió, cháu ngã có đau không? Bác cối xây ơi, cháu không đi nổi nữa. Cháu thật vô dụng. Cháu không vô dụng đâu, quạt gió à. Đúng thế mà. Cháu đón được gió để xoay tròn vì tựa vào bác mà thôi. Một mình cháu có làm gì được đâu. Vậy mà cháu lại nghĩ chính bác làm vướng chân cháu. Giờ thì cháu nằm đây một mình, chẳng làm được trò trống gì cả. Quạt gió này, cháu là chàng trai khỏe khoắn và dũng cảm nhất. Nhờ cháu không quản ngày đêm miệt mài quay tròn mà bác mới xây đủ lúa gạo cho dân làng đấy. Thật hả bác? Đúng thế. Ngày mai cháu sẽ khỏe lại. Bác sẽ nhờ cậu gió đưa cháu lên cao và cháu lại xoay tròn ngay thôi. Comment
subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.